Tôi tên Võ Thị Tỷ là quá thụ của sĩ tử Việt Nam Cộng Hòa Đỗ Văn Nam số 6 7 8 02 160, tiểu đoàn 1 pháo binh thủy quân lục chiến tử trận ngày 29 tháng 5 1972, mùa hè đổ lửa tại Quảng Trị, hôm ngày thứ tư ngày 22 tháng 5 2024, vào Việt Nam qua nhịp cầu nối dân chuyên pháp của đồng bào tôi có nhận đầy đủ $100 giáo dân tiên thay mặt anh biệt đậm quân Nguyễn Lợi ở Canada gửi về tôi xin chân thành cảm ơn và mến chúc anh chị Nguyễn Lợi và gia đình nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi, hạnh phúc và bình an.